Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Tổng hợp cảnh hậu trường fan cam anh đào hổ phách. Diễn viên chính: Trương Lăng Hách, Triệu Kim Mạch. Sau sự hợp tác ăn ý với dự án khẩu trang Độ Hoa Niên nhận được phản hồi tích cực, Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đã chính thức tái hợp trong dự án phim ngôn tình hiện đại Anh Đào Hổ Phách của chính họ Dương Quang sản xuất. Triệu Kim Mạch vai Lam Kỳ Lạc, Trương Lăng Hách vai Tưởng Kiều Tây. Nữ chính Lam Kỳ Lạc là một cô gái hoạt bát và vui tươi lớn lên trong một gia đình điều kiện kinh tế bình thường. Bố mẹ Lam Kỳ Lạc đều là công nhân nhưng cuộc sống luôn ấm áp và hạnh phúc. Nam chính Tưởng Kiều Tây là bạn cùng lớp của Kỳ Lạc, là một chàng trai hướng nội và tài năng ơ. Mối quan hệ của họ phát triển từ một tình bạn đến thấu hiểu sâu sắc và dần không thể thiếu nhau, giúp cuộc sống của nhau trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi Độ Hoa Niên chính thức lên sóng, bộ đôi diễn viên chính Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách nhận về nhiều lời khen ngợi vì tương tác ăn ý, dễ thương. Khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa hai ngôi sao hòa ngữ, cảnh hậu trường vui nhộn cũng như việc họ ngại ngùng khi cùng xem lại phân cảnh thân mật của mình trên phim gây thích thú với khán giả. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2025. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.